Em Đỗ Vũ Minh ở trên Hải Phòng xin kính chào các bác. Hôm nay em xin một cái clip để giới thiệu các bác một cái tác phẩm đạt ma bay rất là đẹp và tuyệt vời, được chế tác hoàn toàn đến khối chất liệu là gỗ của em Hà Giang các bác nhé. Các bác có thể nhìn như đây, là thứ nhất là cái thần thái của cụ rất là đẹp. Tác phẩm này đẹp từ thần thái, cái tà áo bay rất tuyệt vời, bay phấp phới và nó hướng cái tà áo đằng trước là rất tuyệt vời, không phải bay hướng đằng sau nhé. Bay hướng tà áo đằng trước bởi vì gỗ rất là dày thì cái tà áo bay hướng đằng trước là rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Và thứ hai là chất gỗ cũng rất là tuyệt vời luôn. Tác phẩm này đẹp từ đường nét đến chất gỗ. Em cũng xin được báo kích thước luôn cho các bác, tác phẩm này là chiều cao là 72, chiều rộng là 48 và độ dày là tổng thể là 25. Cao 72, rộng 48 và dày tổng thể là 25. Em xin báo giá tiền luôn cho các bác, tác phẩm này bên Trường Minh đang bán giá là các bác là 3,2 triệu tác phẩm này ạ. Một tác phẩm rất là đẹp nha. Bây giờ em sẽ đi vào luôn vào cái đường nét của tác phẩm luôn, giới thiệu nhanh những cái tác phẩm này thì giới thiệu nhanh cho các bác xem nhanh, bác là ưng ý là bê luôn, còn không ưng ý thì chúng ta nắm cụ. Thì bây giờ em sẽ soi cho các bác, thứ nhất là cái tuyết đổ như thế nào, lấp lánh đẹp như thế nào, cụ đẹp như thế nào, và thứ hai là cái đường nét chi tiết của tác phẩm. Và hàng này là không lỗi vết nhé, hàng hoàn toàn không nứt nát, không lỗi vết, cũ lũa rất là già và thơm luôn. Đây các bác thể nhìn này. Trời đang nóng như thế này mà tất cả đều đổ tuyết hết các bác nhé. Những cái chỗ nào mà dùng búa đục vào là nó sẽ đổ tuyết như này. Các bác nhìn chưa? Đây ạ. Đây ạ. Đây là cái lón, cái tay cũng cầm cái lón. Đây diện mặt của ngài đấy. Tuyệt vời luôn đấy. Hàng này không sưu tầm hơi phí đấy. Đấy. Hàng này các bác không, gỗ đen rất cực kỳ nhiều dầu luôn. Và các bác nhìn vân này. Vân rất là đẹp luôn. Đây ạ. Tuyết kín rồi ạ. Đây ạ. Tuyết đổ hết rồi. Đây các bác nhìn này. Lấp lánh hết tuyết rồi. Cực kỳ già luôn. Đó là một cục lũa ngọc am Hà Giang mà. Đây các bác thì nhìn này. Cũng như những chỗ nào mà đục chạm vào nó ra tuyết hết này. Đây vào cái mạch dầu. Và cái mạch dầu nó đổ tuyết luôn. Đấy, rất là thơm luôn. Đây này. Tác phẩm này là em bán là 3,2 triệu các bác nhé. Đẹp từ dáng thế cho đến chất liệu, đường nét gỗ. Và tuyết thì là phun tuyết, mùi thơm thì rất là dễ chịu và yêu thương luôn. Các bác chỉ cần trưng một tác phẩm như này trong nhà, đóng kín cửa là thơm khắp nhà luôn. Đuổi ruồi, đuổi mũi các kiểu luôn. Cao 72, rộng 48 và sâu là 25 tổng thể các bác nhé. Đây là diện mặt ngài đã, diện mặt làm rất kỹ càng luôn ạ. Giá là 3,2 triệu nhé. Các bác nào xem clip này thấy hay thì hãy dành cho Trường Minh xin một nút like đi ạ. Hãy dành cho bên em xin một nút like. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn một nút đăng ký kênh. Để mỗi khi bên em ra clip là các bác sẽ là người xem đầu tiên. Em ở Hải Phòng và em giao hàng toàn quốc cho các bác nha. Các bác chỉ việc nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán đấy ạ. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Hàng hiệu hoàn toàn, hiện tại đang để mộc các bác nhé. Không có một hóa chất hay là phun PU hay đánh sắc ong ra biết của tác phẩm ở đâu ạ. Hoàn toàn để mộc. Tuyết thì đủ kín rồi ạ. Đấy. Em xin đến dừng clip đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Chúc các bác có một buổi tối thật là vui vẻ.